Bây giờ các bạn có muốn Thủy My đưa ra một trò chơi nho nhỏ cho hai ca sĩ chúng ta không ạ? Nãy giờ thì anh Huy đòi nợ em là giống lắm luôn á. Bây giờ Kim trả thù sao nè. Bây giờ có một chiếc bạn nho nhỏ, anh Huy sẽ đóng vai giang hồ. Trời sao hợp vai quá vậy? Đông Nhi theo Thủy My biết Đông Nhi đã từng đóng qua những vai như là cô gái hơi chảnh chẽ một xíu đúng không? Bữa nay Đông Nhi đóng cô vật gái chảnh chẽ sẽ đấu với một tay giang hồ mặc áo len. Giang hồ chơi áo len nè. Giang hồ này sốc nè, giống lạ nè. Đây chỉ mới là phần đầu kịch bản thôi. Còn cuối cùng sau khi giang hồ và chảnh chẽ gặp nhau, chửi nhau, quýnh nhau, y xèo gì đó, quăng mình lưu đạn gì đó, sao cái tự nhiên tiếng sét ái tình đó. Hai người sẽ yêu nhau hết vinh. Bây giờ diễn đi. Nữa sao tao gặp mặt mày hoài vậy? Không biết. Mày nghe tao không? Cái gì? Tao nói mày nghe, tao nói là tao không ưa cái bản mặt mày rồi. Cho nên là mày tránh xa cuộc đời tao ra nghe chưa? Tao gặp mày tao toàn gặp xui xẻo không à? Phải không? Hay là tao gặp mày xui xẻo? Thôi im đi. Ơi. Đây, sao mày ở đây vậy? Mày không mát được không? Quan tâm mày hỏi biết gì vậy? Bồ đá ơi. Ủa, xin cái lỗi biết nha. Ơi. Xin lỗi mày nha, trai xếp hàng cho tao dài dài nha. Không lẽ giờ tao nói, xin lỗi mày nhau té ghế. Làm cái ghê. Ủa mà tao bị bồ đá liên quan gì mày? Mày nhìn xuống kìa mày. Thấy nhỏ kia không? Thấy màn hình đúng không? Không, thấy nhỏ ngồi xe hơi không? Kế bên nhỏ đi xe đạp á. Tao để nhỏ đó đó. Kia mày nhìn lại bản mặt mày đi, mày nhìn từ trên xuống dưới đi. Mày đòi theo con ta hả? Trời ơi. Ê mày, nhìn cũng được của mày. Mày nghĩ sao vậy? Ít nhất cũng phải cỡ Bi Yong Jun gì mà Hàn Quốc á. Tao được người ta nói tao thích tao có tự tin thôi à. Gì vậy? Tao nói mày nghe, mấy bữa nay tao bệnh quá rồi. Cho nên á mày tao biết mà. Đừng làm tao bệnh thêm nữa được không? Không, tao muốn mày bệnh. Mày bệnh tao mới có cớ để chửi mày được. Chơi lâu mới biết lòng người. Ê mà nói nghe nè nhỏ. Ủa sao bây giờ mày buồn gì mày ra đây ngắm cảnh vậy? Tao thường thấy chơi mày lâu rồi, đâu khi nào mày ra đây đâu. Mặt này rồi, nó xạo rồi, bồ đá đại đi. Bạn bè tao mày mấy chục năm rồi. Im. Tao không có thích mày dùng cái từ bồ đá này chứ. Không mày. Hợp nhau thì chia tay thôi. Ghê vậy? Trời hành nó may mắn quá vậy. Trời ơi, chúc phúc thằng đó liền á. Ngu mày, ngu. Ê mày, mày muốn tao nhỏ lớn muốn hoài mày. Anh coi mày nói chuyện vô duyên quá chi. Mày có thích hoa coi. Mày biết tao là con gái nha. Ủa bạn gái hả? Chồng của tao chứ bộ. Ủa bạn gái tao muốn tao như trai vậy? Tao hết từ không? Từ không? Ê mày, muốn hoài mày. Quê nha. Không mà tao nói mày nghe Quy ơi. Sao? Nói thiệt nha. Mày nãy giờ mày nói đi. Tao biết mày có chuyện buồn. Im đi cho tao nói. Mày cứ nhảy nhọng tao hoài vậy. Rồi mày nói mày. Tao buồn quá mày ơi. Yêu nhau bao nhiêu lâu vậy mà hả? Thằng quỷ nó không hiểu tao gì hết. Dĩ nhiên rồi, mày khó hiểu, tao không hiểu mày tới gì nó hiểu. Mặt mày thấy biết rồi, khó tính rồi. Tao vụ gì kể tao nghe sao coi. Sao mày đâm chọt tao hoài vậy? Tao đâm mà chưa có chọt. Nghe đi, bạn bè nhỏ mà. Thì nó nói tôi vô duyên, nó nói tôi thô lỗ rồi nó bỏ tao. Trời ơi thằng quỷ. Nó là ai vậy? Sao lại xin chữ ký của nó nói đúng quá vậy? Trời ơi thằng quỷ này thiệt tình đó. Sao vậy? Mày quá đáng lắm nha Quy, tao nói thiệt với mày. Ngồi đây, ngồi xuống. Thấy chưa, mày thấy chưa? Tao chơi bao lâu mày tao quýnh tao không mà. Tao mép mé tao á. Đồ con trai mất ướt. Tao đâu mất ướt đâu, tao đâu mất ướt đâu. Đi ra đồ chơi không đưa nữa. Rồi, thôi nó giỡn chứ mày nói gì nữa tao nghe đi. Thì tao buồn. Thôi buồn thì làm gì, buồn vui lên. Trai mày nói trai đeo hai mày nhiều lắm mà. Mặc dù nó không tin đâu. Nhưng mà tao mất hết. Vậy hả? Trời ơi. Tụi nó hiểu tao nha. Trời ơi.
nhìn mặt mày tao biết rồi. Quy, mày nhí nhố Quy. Mày người lớn chút được không Quy? Rồi người lớn nhập nè mày. Sao? Tự nhiên tao phát hiện ra là tao mày hiểu tao chắc luôn. Tao không nói đó tao. Ê, con nè nè, ngồi đi. Thiệt ra nè, tao biết mày buồn rồi. Hồi nãy tao đi theo mày á. Tao quýnh thằng kia rồi. Tao quýnh không lại, tao chạy. Sao mày quýnh nó? Nó bỏ mày, tao ghét nó quýnh nó mà nó bự thì quá à. Thì kệ xác nó đi, ai kêu đi quýnh nó chỉ cho nó quýnh lại. Tao tức. Tao thấy mày bị đau không? Không, nó quýnh đâu được tao đâu, nó cao mét mốt. Mà nó bự hơn tao, tao sợ, hiểu không? Tao nói thiệt với mày á. Tao thấy nó đi vậy tao cũng thấy vui vui á. Sao vậy? Tại vì thì cũng mày chơi tao lâu mày không biết hả? Vậy nói nó hoài à. Nó điên tính tao mày cứ nói hoài. Quỷ hà. Nói gì mà nói lớn chịu biết nữa. Không mà nói thiệt á, dù á là chơi lâu với nhau rồi, tao với mày như nước với lửa vậy đó. Nhưng mà tự nhiên tao cũng thích mày. Không gặp mày tao cũng mày nữa là mừng hụt cho mày. Trời ơi. Ngại quá à. Không. Mất cỡ quá à. Ê mày đi đâu vậy? Tao mất cỡ á. Đợi tao chút nha. Lấy bông héo kìa bay. Ơ nhỏ này đâu đây mày? Chỗ cái nói chuyện. Nhỏ nó nhiều chuyện nè. Nè. Bồ mới mày hả? Không phải, nhỏ này theo tao lâu tao không chịu. Vậy cũng được. Đi ra đi em. Ê mày. Nó quăng hiếp tao kìa. Ê mày. Đẩy chưa, đẩy chưa. Mày làm gì mày? Quánh nó. Quýnh nó đi em. Mày làm gì mày ăn hiếp nó vậy mày? Cái con biết là ai không mày? Cái con mặt có nút rồi chứ sao mày dở vậy? Im, cái con tím lẹ. Quýnh nó liền. Mặt tao có một người thì kệ tao nghe chưa? Ê! Ô bà mày không có mày tức hả? Tao cũng có nè, nục một người ngay giữa miệng luôn nè mày. Một người mày nhỏ. Vậy rồi mày mới một người. Hả? Tàn nhiên. Mày đứa nửa sợ mày nha mày. Cái thằng đầu hói kia. Ê mày. Mày. Sao mày chửi nó đầu hói mày? Ủa nó đầu hói kệ nó chứ. Hồi nãy tao có rượu mày nó. Mày thôi rồi mày trước hả mày? Hồi nãy tao có rượu nó chơi chương trình hai mày nghe nha. Tao có hói tao trẻ tao bu à, không để cho mày đâu. Được rồi, tao rượu hai đứa bay chơi chương trình hai idol. Tao rượu hai bay đi cãi lộn hả? Ủa đâu có đâu mày, cãi lộn nào hả? Không, hai đứa mình tỏ tình nhau mà. Vô duyên hả? Tự nhiên à? Cảm ơn ca sĩ Ngô Kiên Nguyên và Đông Nhi rất là nhiều. Trời ơi, hoa đó tao lụm dưới đường á. Không biết ai bỏ tao lụm mà. Tao quê rồi mày. Các bạn fan nãy giờ đã có một tràng cười thật là sảng khoái. Vậy bây giờ hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho hai ca sĩ đi ạ.